Chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube Tăng Gia Vinh của mình ha. Kênh của mình là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh ha, dàn nhạc sống, dàn kéo kéo, và có đi thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Rồi hôm nay cũng gần Tết rồi, qua mùa Giáng sinh này chúc anh em một mùa Giáng sinh an lành ha. Rồi đầu video thì cho anh em mình xin một nút like ha, một nút đăng ký đi. Cùng đầu video hôm nay thì mình có về được một cặp phân tần giá rẻ ha anh em. Rồi một cặp phân tần giá rẻ 200k ha. BA này, nhưng mà cái này thì nó có trái con tụ, người ta đã có thay vào một con K3 rồi ha. Đây, y như hình nha anh em. 200.000. Còn hoạt động ha. Và mình có về được chép mới ha anh em. Chép 750 hàng mới thì giá là 900. Còn chép 450 hàng mới thì bên mình bán là giá 650k ha. Rồi mình có về một cặp chép cũ nè. Chép này thì giá là 600k nha anh em. 600k cho một cặp chép. Chép này thì theo mình biết thì có làm con rồi ha, nhưng mà hoạt động ok ha. 600k một cặp chép 750. Và mình có về được mấy bàn mixer ha. Bộ đầu video thì đây, cái bàn mixer BGM nó hơi bụi nha anh em, mình chưa có vệ sinh. Rồi cái bàn này bán giá là 1.000.000 đồng ha. Và một bàn mixer Việt Nam nha, MX806EQ ha. Rồi cái này có EQ, Eco, các loa hoạt động hoàn hảo hết. Rồi cái này bán cho anh em với giá là 800k ha. 800k một bàn mixer Việt Nam. Và mình có một bàn mixer này, hàng này nó không có eco nha anh em, nó có AUX1, AUX2 ha. Đây, cần thì cứ inbox số Zalo trên màn hình giùm mình ha. Đây, nguồn điện này cháu này ba chân nha cháu nhỏ, có cục adapter rời mình để bên kia. Và một bàn mixer đây, MX1422FX Eco, hoạt động hoàn hảo hết, mình về mình test thì ok hết ha. Rồi nhưng mà có ba cái like ha, ba cái nút volume tổng ở trên này nè là nó bị cứng không dặn được, nhưng mà các fader thì hoạt động ok hết ha, ngõ ga cũng còn ok hết, không có lai nào hư hết ha. Rồi bán anh em giá là 1.000.000 đồng. Và mình được về được hai bộ Migo ha, bộ Migo màu xanh lá cây này thì còn hộp xua C9 gì nè. Rồi cặp này bán anh em giá là 1.000.000 đồng. Và một bộ Migo UG 20 25 mã ha. Cây này thì 4 râu nha anh em, hàng 4 râu ha, để anh quay xem. Bộ này bán anh em giá là 1.200.000 nha. Tay thì cũng còn khá ok, nhưng mà cũng có hơi chạy xước nhẹ nhẹ ha. Xua UG20 4 râu giá là 1.200.000. Rồi mình về được mấy cây lọc anh em. Lọc thì mình còn được 3 cây ha. Một cái lọc du văn giá là 600k, còn tem luôn ha. Đây ngõ sau của nó, cái lọc du văn ha, nó xài bằng ngõ 6 ly ha, giá là 600k. và mình có về mấy cái lọc, mình còn cái lọc Bima ha, và một cây 231, cây 231 là giá 800. Rồi cây Bima ở trên đó là giá là 900 ha. Để mình quay mặt sau, còn cây giang này là giá là 900 luôn đi. Mình cây trên mình sẽ quay đây. Made in Taiwan ha. Cái này có đài loan anh em, cây trên đó. Còn mình có về một số giang cơ ha. Giang cơ thì mình có cây mã là X8 nè,
Cây này anh bán em giá là 1 triệu đồng ha. Và cây TF6 gian cơ chỉnh toàn bộ bằng cơ hết ha. Đây mình dễ chỉnh. Ở dưới có một cây. Và dưới là một cây gian cơ lai số ha. Bốn cây này đồng giá là một cây là 1 triệu đồng hết nha anh em. Để mình quay mặt sau lại cho anh em xem. Bốn ao hết. 1 2 3 4. Đó, cây đồng giá là một cây là 1 triệu đồng. Anh em nào mà cần thích cây nào thì chụp hoàn hình lại cho mình, gửi qua số Zalo cho mình rồi chốt cái đó. Và tiếp theo là mình có về một cây Yamaha kỳ vật 100 ha. Đó, anh em mà clip trước mà có cần thì liên hệ lại cho mình. Cây này mình bán cho anh em giá là 1,4 triệu ha. Xài điện là 12V. Đây, cây này là của Nhật nha anh em, Made in Japan ha. Một triệu, có 1,4 triệu nha anh em. Còn cây này thì giá 1 triệu đồng ha. Cây 3006 skin ha, giá 1 triệu. Rồi cót thì hôm nay mình về nhiều lắm anh em. Cót thì mình về 8-9 cây gì ha. Đầu tiên là mình có một cây BW ha. 35XO 345 quay ha. Rồi cái này mình bán cho anh em với giá là 900k đi ha. Ôi nhiều quá. Đây là ngõ sau của nó. 2 in 6 ao nha, 1 2 3 4 5 6 ao. 2 in 6 ao bi quay. Hàng Made in China ha. Hay là hàng chính hãng anh em, nội thất trong thì khá là ok. Rồi mình để qua bên. Và tiếp theo là mình có một cái cây code DB Aquatic ha. Bữa hổm mà mình quay lẹ quá mình không có để ý kỹ, đây là một cái cây code cơ ha. Của DB. Cây này thì full đẹp ha. Nó có vợ luôn. Cây anten không biết làm gì nè. Made in ha, Made in China. Hàng chính hãng nha anh em. Rồi cái này bán giá 1,2 triệu ha. Cho một cây cốt cơ của DB Aquatic ha. Rồi mình còn một cây DBX hàng bãi nha anh em. 2223. Cây này nó là xài toàn bộ là dắt 6 ly hết nha. Cái này bán giá 700k. Mà anh nào có chốt thì nhắn lại cho mình ha. Nói chung là làm hổng gài mình cũng hơi lu bu, lễ lọc mình đi show quá. Vậy cái nhiều khi mà gửi hàng cho anh em mà có sai sót gì thì anh em cứ nhắn tin lại giùm mình ha. Rồi mình sẽ xử lý lại giùm cho anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Nó và một cây DBX. Mã của nó là 166. Cây này thì Complexer ha. Cây này giá là 700k. Đây, 166XL Complexer. Rồi, cái này bán giá là 700k, khá nặng ha. Ở sau hộp ngõ 6 ly và ngõ canh nông luôn. Và mình còn một cây CX234. Có silver ha. Chị che mono. Rồi cái này, ủa sao cái này mất nút rồi ta. Thôi cái này bán em giá là 600k ha. Mất một cái nút, mình sẽ thay cái nút khác cho anh em ha. 600k. Ngõ sau thì toàn bộ là xài bằng dắt 6 ly hết ha. Và mình có một cây DBX 223S ha. Đây, 223S. Cây này thì mình bán cho anh em với giá là 700k. Anh trai anh không mà anh có xài anh ghi sẵn lắm nè, súp rồi gì full này nè, ghi sẵn nè. Rồi và một cây 223XL.
ngay mặt sau của nó. Rồi cái này giá là 700k ha. Và một cây cót còn cái bọc ha, cót GHS. GS 835 ha. Rồi cái này bán cho anh em giá là 600k. Vỏ sau nó là xài bằng 6 ly hết nha anh em, của GHS ha. 600k. Rồi mình có về được một số gian số ha. Gian cơ thì nãy mình có quay rồi, bây giờ mình tới gian số. Đây là một cái cây K1000 AB ha. Cây gian số, cây này giá mình bán sẽ là 2,2 triệu ha. 2,2 triệu. Và mình còn một cây Beta Audio, cây DSP 5.1 nè. Cái này mình bán giá rẻ cho anh em, cây gian số mà giá cũng như gian cơ ha, 1,2 triệu. Cây này thì nó cũng là tích hợp mà ngõ sau là 6 ao hết nha. Và mình còn một cái cây gian X3. Mấy dòng X3 này dòng huyền thoại anh em cũng xài qua biết rồi ha. Cây X3 giá của nó là 1,8 triệu một cây ha. Phần mềm nhận đầy đủ hết ha. Tiếp theo là mình có một cây X5. Hàng bãi hết nha anh em. Cây X5 đó. X5 này thì giá 2,2 triệu ha. Còn một cây Arukin DK9000 giá là 1,7 triệu. Còn X3 thì giá là 1,8 triệu ha. 1,8 triệu. Rồi mình về được một cặp lo 5 tấc giá rẻ này ha anh em. Mình bán lẻ một cái từ cái đi ha. Một cái này á là con zin, hoạt động ok ha. Sườn thì sườn sắt. Đây, giá rẻ cho anh em. Đây một cái này 500k ha. 500k. Và một cái 50 nhưng mà con đã bị cứng rồi nè, 300k. Màng còn ok đó, về cho anh em thợ sửa hay làm gì làm ha. Rồi một cặp này là 800k, bát 50 ha, giá rẻ. Rồi mình còn một cặp 40. Cái cặp 40 này thì giá của nó là 1,8 triệu ha. Rồi mình còn một cặp bass 50 GCF đã có làm con rồi ha, nhưng mà hoạt động hoàn hảo, không có cọ rẹt gì hết nha. Anh em cần thì liên hệ mình. Một cặp bass 50 GCF đã có làm con rồi. Nó còn còn xuất thành phẩm thì ngày mốt mới về anh em ơi. Mình tính là hôm nay về nhưng mà lễ lọc và về không kịp thì ngày mốt mới về ha. Mình còn về mấy cặp GCF nữa, khoảng 3-4 cặp. Và tiếp theo thì mình có về có một cặp full đôi nè. Ở anh trai ở Tiền Giang á, thì mình đã hỏi mua bên mình, nhưng mà nếu mà cần thì nhắn tin lại cho mình ha, đang biết mình gửi xe chốt hay không, không biết mình bán nha. Còn nếu mà không chốt mình bán giá là 1,5 triệu ha, một cặp full đôi. Đó, giờ mình có nguyên một cái dàn máy như thế này. Đây, một cặp 40, một cái gian cơ, một cái Migo UGX10 ha, một cái cục men bãi sorting down. Nó mình bán nguyên dàn này á, giá là 9 triệu đồng. Về cho anh em chơi Tết, chơi lễ ha. Nói chung dàn này thì quýnh bao là lo kẹo kéo là khoảng 2 cái lo kẹo kéo mà chưa bằng nữa ha. Nếu mà mình bán lẻ thì một cặp 40 này, con zin, con 75 ha, chép 750. Thùng thì vỏ sơn nhưng mà dán là dán Ocan ha. Một cặp mình bán giá là 4 triệu ha. Một cục men này mình bán giá là 2,8 triệu. Còn gian cơ thì mình bán giá là 1,2 triệu ha. Nó cần đồ lẻ, đồ chẳng thì mình sẽ xé ra mình bán luôn. Dàn này thì về anh em chơi Tết thì nói là chung là cũng là rất là hay rồi. Bao hay ha. Rồi mình còn một cặp vỏ súp 50 ha, giá cũng mềm, nó 1,2 triệu cho anh em, cũng còn khá ok, nhưng mà nói chung là về bụi anh em, mình chưa ở không mình lao ha. Nó cặp súp 50 giá 1,2 triệu chưa gồm phí ship ha. Nói chung cái hàng bên mình hàng bán hàng nặng là chưa gồm, tất cả là chưa gồm phí ship.
Còn em mà cần xé lẻ mình sẽ xé lẻ luôn. Còn mình cặp full đôi nè, dán dán ocan nó cũng còn khá ok nha, hơi hơi chói, mình quay hơi chói. Thì cặp này mình bán em giá là 1,2 triệu ha. Mình sẽ sơn sơ lại cho anh em. Rồi mình quay tổng lại những món hàng mình cần bán hôm nay nè. Nói chung đồ bên mình thì còn rất là nhiều. Anh em nào cần món hàng nào thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình giùm mình ha. Rồi hàng mà trễ chừng 2-3 ngày thì anh em cứ nhắn tin lại giùm mình. Nhiều khi mà lúc mình lu bu á, đơn hàng mình đóng không kịp hay có sai sót gì thì anh em thông cảm cho mình ha. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem video của mình và ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Kênh mình được phát triển như ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần là anh em thương mình. Nói chung là bên hàng bán mình bán là có lỗi gì thì anh em cứ báo với mình, về mình giúp được phần nào, về mình gửi mình xử lý giùm cho ha. Rồi chào anh em.